À, xin chào cả nhà, thì hôm nay bên trung tâm thẩm mỹ viện bác sĩ Khải sẽ quay phát trực tiếp cho cả nhà xem cái dáng mũi độc quyền bên trung tâm thẩm mỹ viện bác sĩ Khải nha. Đây là cái dáng cấu trúc cao tay sau 5 ngày đến thai nẹp nha cả nhà. Đây, thì một chút xíu nó đông đông ngồi vào đây xem thì mình sẽ cho cả nhà xem cái dáng mũi sau 5 ngày ha. Đây, rất là đẹp. Mỗi em là mỗi mới mua sửa lại em. Đấy, cả nhà sau 5 ngày thôi nha. Dáng mũi rất là đẹp. 5 ngày. Quay các góc cho cả nhà xem nha. Góc nào cũng đẹp hết nha cả nhà. Rất là xuất sắc luôn nha. Xin chào Angela Tú Trinh. Đây, xin chào em ha. Đây, mũi này là đẹp xuất sắc ngày hôm nay luôn nha. Đây thì cái form này là như form form châu Âu luôn nha cả nhà. Đó, đầu mũi nhọn lên, có độ lượng nhẹ ở ở mắt. Đó, đầu mũi để dài, rất là đẹp. Đây thì mọi người ai thấy cái dáng mũi này đẹp hãy chia sẻ thật mạnh, chia sẻ để nhận nhiều chương trình ưu đãi khuyến mại giảm giá nha. Xuất sắc chưa cả nhà. Cảm ơn Lê Mai Hoàng Linh nha. Đã tắt tên bạn bè vào đây ha. Mũi đẹp lắm à, em thích dáng mũi này. Ok em, nếu thích thì hãy chụp màn hình lại và gửi về bên trung tâm nha em. Đầu mũi được đẩy dài lên rất là đẹp luôn nha. Xuất sắc nha cả nhà. Sau 5 ngày không sưng không bầm gì hết. Đây tự tin quay góc thẳng cho cả nhà xem luôn. Thẳng tuyệt đối. Thì cái miếng trắng trắng này là miếng nẹp định hình, giúp cố định sóng nha cả nhà. Đây, đẹp chưa ạ? Xuất sắc chưa? Xin chào Hoa hậu Hoàng My nha. Thì xin chào Hoa hậu Hoàng My. Đây quay từ trên xuống cho cả nhà xem, dáng mũi cực kỳ đẹp luôn nha. Xuất sắc nha. Đây, mũi này bao nhiêu tiền với bác sĩ? Mũi này là mũi mới giá chỉ 35 triệu đồng thôi nha em. Mũi này mũi mới chỉ lỡ giá là 35 triệu đồng thôi. Hi dear, hello Sophie Claude nha. Hello Sophie Claude. Đây là xong mũi sau 5 ngày không sưng nha. Cả nhà thấy nhà mình là mũi không này, không sưng không bầm gì hết. Chỉ có sưng chút xíu ở đây thôi nha. Hốt gom gọn chỗ này lại nó còn đẹp nha cả nhà. Thì như bạn hỏi thắc mắc là tại sao trên sóng này có một cái miếng dán này. Thì cái Nè, miếng dán này nè, là miếng miếng nẹp dán định hình định nha hình cả nha. nhà. Cho sóng mũi của chúng ta. Khoảng 5 ngày Nghe nữa, cả đúng nhà. 10 ngày thì sẽ Rồi cắt nha. cái miếng nẹp định hình này nha. À, cái dáng mũi như này thì chụp hình lại nha cả nhà. Dáng mũi này là dáng mũi cao, là lai, cao, tây. Đầu mũi đẩy bay ra ngoài nha cả nhà. So cute Rồi. sister, Ở trên thank là miếng you dáng Sophie định Claude hình rất là đó em nhiều. ạ. Cái miếng dáng định hình Thank sau khối you. sống đó. Cái đó là sau này chúng ta 10 ngày chúng ta sẽ cắt ra ha. Chúng ta sẽ tháo ra nha cả nhà. Đây, Giờ có không một sao, bạn cũng khách không có hàng gì hết là nha. khen chị ấy rất là dễ thương, Xin rất chào là Thị cute Lan ha. nha. Xin Sau chào khi Thị mà làm Lan. mũi lên, dáng Xin mũi chào rất là Lý đẹp. Phương Maria nha. À, cái mũi này rất là tự nhiên luôn và thon gọn không có bị to nha cả nhà. Đây này, sống mũi của nhà mình làm là không có bị to nha. Quay chính diện cho cả nhà xem nè. Đây, hai lỗ mũi đều rất là nhỏ kín luôn nha cả nhà. Đây, hai lỗ mũi kín nha. Đầu mũi là thon gọn nha cả nhà. Chúng ta thấy đầu mũi rất là đẹp luôn nha. Đầu mũi rất là Đây, bay. em thích đầu mũi Đây là nhỏ cái như dáng mũi vậy, ok bay nha cả em nhà. nha.
mũi có độ lượng nhẹ ở mắt. Thì cả nhà hoàn toàn yên tâm là cái dáng này có tự nhiên không thì hoàn toàn tự nhiên, là do ở mắt bác sĩ đã làm cái độ lượng rất là đẹp, cái độ lượng nhẹ và đẩy bay lên cái phần đầu mũi rất là đẹp luôn. Xin chào Mai Phương nha, xin chào Nguyệt Anh, xin chào tất cả những khách hàng đang theo dõi live hôm nay. Những ai đang theo dõi livestream của mình á, thì cả nhà nhớ là chia sẻ livestream này cho mình thường xuyên nha cả nhà, để khi nào làm đẹp thì nhận được ưu đãi giảm giá từ 1 đến 3 triệu đồng. Những ai thích cái dáng mũi như này thì vui lòng chụp hình lại đi ha, mỗi lúc mà mình quay live cả nhà nhớ là chụp hình lại nha. Sau này mình sẽ làm dáng mũi như thế này cho khách hàng nha cả nhà. Mũi em lúc trước sao mà mình quyết định sửa rồi? Cái sóng hơi thấp. Sóng thấp và hết. Sau khi qua bên mình mài gồ và nâng sóng lên thì đây, đây là vẫn còn hơi sưng nha cả nhà, mốt hết sưng là còn đẹp nữa nha. Đây, tuy mài gồ nhưng mà không sưng không bầm nhiều hết. Cảm đẹp ha, đưa ra chút xíu nữa rất là đẹp luôn. Mặt chị này thiếu cầm nữa là xuất sắc. Đúng rồi em nha, mặt chị này hơi thiếu cầm thì anh đang tư vấn cho chị là đồn thêm cầm nữa. Thì đồn cầm của bên mình thì đang lên giá, giá là 20 triệu và giá là 25 triệu cả nhà. Thì cả nhà đồn sụn cầm thì hồi xưa chúng ta chỉ có sụn silicone thôi, còn bây giờ chúng ta có các loại sụn tốt khác, chúng ta có thể có nhiều sự lựa chọn nha. Thì cả nhà nếu mà đồn cầm bên mình thì được bảo hành chế độ good anai from USA. Hello chị nha. Đây một vị khách hàng đến từ Mỹ ha, USA. Mũi này là mũi gì vậy anh? Mũi này là mũi cấu trúc mới dáng L lai cao tay nha em. Hôm nay là sao? 5 ngày đến thay nẹp nha em. Hôm nay là được 5 ngày. Đây rất là đẹp. Đây có hình cũ của chị này không anh? Có em ạ. Nhưng mà anh đang livestream thì để anh tìm cho em xem hình cũ luôn đi ha. Xem hình cũ luôn. Ekip coi xuống anh xem hình cũ đi ha. Em hỏi tên là gì? Họ tên của em đầy đủ là gì? Trần Hồng Vân. Trần Hồng Vân rồi. Ekip kiếm tên Trần Hồng Vân nha. Đây. Em liên lạc với nó không được anh ơi. Giá cả thế nào vậy anh? Giá mũi mới như thế này chỉ 35 triệu đồng thôi nha em. Đây. Chỉ 35 triệu đồng chúng ta sẽ được cái phơm mũi như thế này nha. Đi đâu nữa rồi, đi đâu nữa. Có gì em liên lạc được với nó thì nói anh nha. Anh là anh cũng quan tâm khách hàng của anh lắm. Lâu không thấy là sợ người ta có việc gì á. Anh cũng hay quan tâm lắm. Đẹp lắm luôn, đợi chút xíu ra cả nhà mình cho cả nhà xem cái hình ảnh cũ. Bảo hành bao lâu ạ? Xin chào Sifao. Thì bảo hành bên trung tâm là có chính sách bảo hành rất là tốt, thì em hãy book vào trang fanpage để được tư vấn nha. Bao nhiêu nhà anh? Chào Tuyết Phương. Mũi này là giá là 35 triệu đồng của em ạ. Đẹp không em? Đẹp không? Mũi này chỉ có 35 triệu đồng thôi. Đây có cái độ lượng nhẹ đây nha cả nhà. Đây. Rất là đẹp. Xíu nữa mình sẽ cho cả nhà xem cái hình cũ nha. Đẹp xuất sắc. Cảm ơn Lâm Thị Tuyết Mai nha. Trước khi phẫu thuật và sau khi rất là thay đổi rất là nhiều nha. Phan Rui là Phan Rui. Đẹp quá, cảm ơn Phan Rui nha. Đây, mũi đẹp không ạ? Xuất sắc chưa? Rất là đẹp. Đẹp lắm luôn, ai thích cái dáng mũi như này là cực kỳ ok luôn nha cả nhà. Đây, cô Chiêu, dạ hi. Cô Chiêu chia sẻ bài cho anh nha, cô Chiêu. Chia sẻ bài livestream cho anh nha. Để nhận ưu đãi giảm giá là từ 1 đến 3 triệu đồng nha cô Chiêu. Mai Phương, mũi em làm được vậy không anh? Mai Phương ơi, vui lòng là gửi hình qua Facebook cho anh nha. Em. Mọi người Mai Phương vui lòng là chia sẻ livestream này giúp anh luôn nha con nhé. Nha Mai Phương, và vui gửi hình vào tin nhắn để anh tư vấn cho nha. Đây thì bây giờ mình sẽ cho cả nhà xem cái hình mũi này cũ, bao ha. Nhiêu ạ? Xin chào mẹ bên nha. Mẹ dám mũi này là dáng mũi này là 35. Trước đây đây nha cả nha. Đây, sống mũi bị lệch, cấu trúc bị lệch, một bề mặt bên phải, sống thấp cực kỳ thấp quá, luôn, đầu mũi Hoàng hết. Đó, và sau đây, khi nâng lên, cả nhà xem cái hình ảnh mà sau khi mà phẫu thuật đây nha, trước khi phẫu thuật thay đổi không ạ? Đây, khác nhau nha. Đây, trước đây á, mũi này em đã có sửa qua chưa? Chưa có sửa qua đúng không? Đây, trước đây thì mũi này thấp.